Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Kiểm toán Nhà nước, Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng công ty 789, Hội nông dân thành phố, huyện Mỹ Đức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gần với phong trào đền ơn đáp nghĩa. Với tinh thần quân với dân một ý chí, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng một nhà tình nghĩa, tặng quà, xe đạp cho 34 đối tượng chính sách, người có công, tặng quà giáo xứ Vạn Thắng, tặng quà hai đơn vị làm dân vận tại địa phương là Trung đoàn 692 và Tiểu đoàn Công binh 544. Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm tặng một nhà đại đoàn kết với số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng. Các đơn vị khác như Kiểm toán Nhà nước, Ban Phụ nữ Quân đội, Hội nông dân thành phố, Tổng công ty 789 cũng có nhiều món quà ý nghĩa tặng các đối tượng chính sách. Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước và huyện Mỹ Đức đã khánh thành và bàn giao công trình đường giao thông nông thôn, tuyến đường từ cửa đình làng đi đến nhà văn hóa thôn Hòa Lạc. Tuyến do cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 trực tiếp làm trong đợt huấn luyện dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận tại địa phương. Bên cạnh đó, trong đợt này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác